Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Taiko. Với nhiều anh em đang có dự định mở tiệm rửa xe gắn máy, chưa biết là những cái dung dịch nào cần thiết cho cái quá trình làm dịch vụ của mình. Chính vì vậy mà trong cái video lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một số những cái dung dịch cần thiết cho một cái tiệm rửa xe máy. Đầu tiên, rửa xe thì phải có dung dịch rửa xe rồi. Hiện tại thì có hai cái loại dung dịch cơ bản mà trên thị trường đang sử dụng. Một loại đó là dung dịch rửa xe có chạm và một loại dung dịch rửa xe không chạm. Thì như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, đây là dung dịch rửa xe không chạm. Thì khi mà sử dụng cái dung dịch rửa xe không chạm ấy, thì nó có những cái ưu điểm, đó là nó tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được nhân công và nâng cao được cái năng suất lao động. Khi mà phun cái dung dịch này lên xe, sau đấy dùng máy rửa xe áp lực mình xịt lại là có thể sạch rồi. Tuy nhiên cái nhược điểm của nó đó là cái giá thành của cái dung dịch này cao hơn so với dung dịch rửa xe có chạm. Còn đây là cái dung dịch rửa xe có chạm. Thì mặc dù cái công nghệ rửa xe không chạm hiện nay đang được nhiều người ưa chuộng, tuy nhiên với nhiều khách hàng khi mà mang cái xe máy của mình ra tiệm ấy, thì vẫn muốn được sử dụng cái công nghệ rửa xe có chạm. Thì khi đấy các bạn có thể sử dụng cái dung dịch rửa xe có chạm này. Thì cái ưu điểm của nó đó là nó rửa sạch và rất là thơm, cũng như là không hại ra tay. Đồng thời là cái giá thành của nó rẻ hơn cái dung dịch rửa xe có chạm. Cái loại dung dịch thứ hai mà trong một cái tiệm rửa xe máy cần phải có, đó chính là dung dịch bóng lốp. Thì với mỗi cái xe máy sau khi rửa xong, các bạn cần phải quét lốp lại cho nó được đen bóng như mới. Thì đây chính là cái dung dịch để nó giúp bạn có thể thực hiện những cái điều đó và giúp cho khách hàng được hài lòng hơn. Cái dung dịch thứ ba mà trong một cái tiệm rửa xe máy nên có, đó chính là dung dịch tẩy lốp. Thì khi mà rửa xe ấy, những cái dung dịch thông thường để mà làm sạch như là dung dịch không chạm hay là dung dịch có chạm, nó không sạch được cái lốp xe. Thì khi đấy các bạn có thể dùng cái dung dịch chuyên dụng để tẩy lốp, làm cho cái lốp xe được sạch hơn cho khách hàng của mình. Cái loại dung dịch thứ tư mà hầu hết trong những cái tiệm rửa xe máy thường có, đó chính là dung dịch tẩy rửa đầu bò. Thì đối với một số những cái đầu bò của xe máy bị quá cũ hay là quá bẩn mà dùng những cái dung dịch rửa xe thông thường thì không thể sạch được. Thì cái đó các bạn có thể sử dụng những cái dung dịch chuyên dụng để tẩy rửa đầu bò. Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu với các bạn về một số những cái loại dung dịch cần thiết cho một cái tiệm rửa xe máy. Đối với mỗi loại dung dịch, chúng tôi đều làm những cái video demo để mà review về những cái đặc điểm, về những cái ưu điểm của sản phẩm. Các bạn có thể theo dõi kỹ hơn trên những cái đường link trong cái phần mô tả của cái video này. Các bạn khi xem video, nếu như còn những vấn đề gì thắc mắc, có thể gọi điện hoặc nhắn Zalo cho cái số hotline ở phía trên màn hình. Hoặc các bạn cũng có thể comment câu hỏi của mình cùng với số điện thoại xuống dưới video của các bạn đang theo dõi, để nhân viên của chúng tôi sẽ gọi điện lại tư vấn miễn phí cho các bạn. Các bạn khi xem video, nếu như thấy hay và hữu ích, hãy nhớ bấm like và đừng quên đăng ký kênh của Taiko để có thể theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.